Rồi, ta qua câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, khi thực hành pháp Anapanasati có nghĩa là thiền thở vào thở ra đó, thì làm sao để đạt được định, làm sao để đạt được tuệ, cách thực hành như thế nào? Một số thì sư phân tích chỉ cần thực hành 4 hơi thở đầu trong 16 hơi thở là có thể đạt tứ thiền, có đúng như vậy không? Thì thưa quý vị, thứ nhất á, cái định á, quý vị phải phân biệt được cái định và các cái tầng thiền nha. Tại vì cái trạng thái định tâm á, nó chẳng qua là cái trạng thái tâm nó không có tán loạn, tâm nó tập trung vào đối tượng. Ví dụ như khi quý vị theo dõi hơi thở thì tâm của quý vị nó tập trung vào hơi thở, nó tập trung vào hơi thở, nó không tán loạn, thì khi đó quý vị đang có định ở hơi thở. Nhưng mà cái kiểu mà quý vị hỏi để đạt được định á, thì sư nghĩ là quý vị đang nhắc tới cái chuyện mà đạt được các cái tầng thiền, có nghĩa là đạt được cái sự kiên cố định. Thì khi mà quý vị thực hành á, mà để đạt được các cái tầng thiền á, thì quý vị phải nắm được cái tướng của hơi thở, phải nắm được cái tướng của hơi thở, và quý vị định tâm trên cái tướng của hơi thở như vậy đó, tức là cái niết bàn đó, định tâm trên cái tướng của hơi thở một cách liên tục, một cách miên mật. Thì khi mà cái sự định tâm được duy trì như vậy, nó được rèn luyện như vậy đó, nó càng lúc đó, nó càng khăng khít với cái tướng của hơi thở, thì nó sẽ dần tiến đến cái cận định và dần tiến đến cái kiên cố định. Nhưng mà cái này đó sư nói thì chỉ nói trên lý thuyết thôi, còn khi mà quý vị thực hành thì quý vị phải thực hành, chứ còn quý vị không thể ngồi để quý vị nghe rồi bắt đầu quý vị tưởng tượng một cái tướng hơi thở rồi quý vị bắt đầu là quý vị tập trung vô đó. Nó phải là một cái sự thực hành. Khi thực hành như vậy thì quý vị mới kinh nghiệm, mới thực chứng được cái tướng hơi thở nó như thế nào. Và quý vị phải làm sao để quý vị tránh được hai cái cạm bẫy. Cái cạm bẫy thứ nhất là cạm bẫy của sự xúc chạm, cạm bẫy thứ hai là cạm bẫy của sự chuyển động hơi thở. Cái này là sư đã nói qua về cái thiền hơi thở. Quý vị muốn rõ hơn thì làm ơn mở cái kênh YouTube của sư, xem lại các cái bài giảng trong Phật pháp nền tảng đó, hoặc là trong cái vấn đề là vấn đáp Phật pháp thì sư có nói rồi, bây giờ sư không có lặp lại nữa. Còn cái tuệ đó thì nó có hai, thứ nhất là cái trí tuệ quán, thứ hai là cái thắng trí. Cái thắng trí ở trong thiền chỉ thì nó chính là thần thông. Muốn đạt được thần thông đó thì vị đó phải thuần thục 10 cái đề mục cá xí ná, thuần thục 10 đề mục cá xí ná, quán xuôi quán ngược đó, thuần thục 10 cái cá xí ná thì vị đó mới đưa đến cái thắng trí của mình có thần thông. Còn hơi thở á, thì nó chỉ là một một bước, có nghĩa là khi mà vị đó đạt được các cái tầng tứ thiền hơi thở rồi đó, vị đó muốn luyện tập các thần thông thì vị đó phải rèn luyện 10 cái đề mục cá xí ná. Rồi cái trí tuệ quán đó, thì nó khác ở một chỗ đó, là nó là cái sự soi xét, là cái sự suy xét. Trong cái Tam Tạng Chỉ Nam mà ngài Yến Chánh Đá ngài dịch đó, như là vẫn chưa có phát hành ở Việt Nam. Đó là gì? Cái sự khác biệt giữa thiền chỉ và thiền quán. Thì cái định á,
cái định á, giữa cái định và tuệ, cái định á nó có tác dụng soi sáng, nên định nó có tác dụng soi sáng, và cái tuệ đó nó có tác dụng suy xét. Nó giống như cái đèn và cặp mắt vậy đó. Giờ cái đèn mà quý vị có thể cảnh xung quanh nó sáng lên, nhưng mà cái cặp mắt của quý vị á, nó phải suy xét, nó phân tích để biết được đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là cái vật nguy hiểm, đây là vật không nguy hiểm. Đó. Rồi làm sao để đạt được tuệ? Thì có nghĩa là cũng thiền hơi thở đó, mà thay vì quý vị tập trung vào cái tướng của hơi thở, nó khác chỗ này, thiền chỉ là quý vị tập trung vào cái tướng hơi thở, tập trung miết để mà nó đạt được định, đạt được các tầng thiền. Nhưng mà thiền quán là quý vị phân tích cái hơi thở, phân tích một cách khách quan. Ví dụ như hơi thở, thở vào dài, biết cái vật chất rất rõ trong cái bài kinh quán niệm hơi thở, biết là thở vào dài, thở ra dài, biết là thở ra dài, thở vào ngắn, biết là thở vào ngắn, thở ra ngắn, biết là thở ra ngắn. Nên nhớ Đức Phật dùng cái từ là biết, chứ không phải là thấy, cũng không phải là cảm nhận. Rồi thở vào bằng tâm có tham, thì đó biết là thở vào bằng tâm có tham. Thở ra, thở vào bằng tâm không có tham, vì đó biết là thở vào bằng tâm không có tham. Thở ra bằng tâm có tham, vì đó biết là thở ra bằng tâm có tham. Thở ra bằng tâm không có tham, vì đó biết thở ra bằng tâm không có tham. Có nghĩa là thay vì vì đó chỉ đơn giản tập trung vào cái tướng của hơi thở, thì ở đây vì đó bắt đầu vì đó suy xét, vì đó phân tích hơi thở. Đó, thì khi mà vị đó suy xét như vậy đó, thì cái trí tuệ quán nó mới bắt đầu nó sanh khởi. À, tuệ quán nó bắt đầu là mình hay nói là nó có các cái tầng thiền tuệ đó. Thực tế là nó các cái khía cạnh của cái trí tuệ quán. Ví dụ như đầu tiên là biết được đây là danh, đây là sắc. Đây là cái sự sanh diệt của danh sắc. Rồi đây là cái sự nhàm chán đối với danh sắc. Đó, ví dụ như vậy. Và đương nhiên ở đây sư nói đó, sư nói là nó chỉ là nói trên lý thuyết thôi. Quý vị phải đi vào, quý vị thực hành cơ. Muốn thực hành thì phải tham dự một cái khóa thiền vài ngày để mà thấy được, để mà trải nghiệm được, để mà vỡ lẽ ra được thế nào là cái trí tuệ quán khi mà theo dõi hơi thở, hoặc là thế nào là cái sự định khi mà theo dõi cái tướng của hơi thở. Phải thực hành, phải đến chùa thực hành trong vài ngày. Chứ còn bây giờ ngồi đây nói đó, thì sư nói là mình chỉ ngồi đây mình tán dóc với nhau thôi. Còn một số thiền sư phân tích đó, là chỉ cần thực hành 4 hơi thở đầu là có thể đạt được tứ thiền. Sư xin thưa là thậm chí không cần 4 hơi thở đầu nữa, mà là 2 hơi thở đầu thôi là cũng đạt được tứ thiền. 4 hơi thở đầu là cũng được, mà 2 hơi thở đầu cũng được. Tại vì chỉ đơn giản là cái chuyện mà quý vị đi đến các cái tầng thiền chỉ, nó là sự tập trung trên cái tướng của hơi thở, chứ quý vị không làm cái chuyện là quý vị phân tích hơi thở.